Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cơ thể của phụ nữ luôn khác biệt hoàn toàn so với nam giới. Chính vì vậy, rất khó để xác định các vấn đề về sức khỏe ở nữ giới. Và nếu như cơ thể của bạn đang gặp một trong số những vấn đề dưới đây, thì hãy ngay lập tức đi khám và chữa trị kịp thời. Những dấu hiệu cảnh báo ung thư ở chị em phụ nữ. 1. Đau tức vùng ngực. Đau tức vùng ngực thường xuyên là dấu hiệu hàng đầu cho thấy bạn dễ có nguy cơ mắc tim mạch rất nguy hiểm. Theo thống kê, tim mạch là căn bệnh nguy hiểm hàng đầu gây tử vong nhiều nhất nữ giới ở Mỹ. 2. Mụn nhọt trên cằm. Khoảng 2 tuần trước khi có kinh nguyệt, bạn có thể sẽ tăng estrogen và progesterone. Do sự thay đổi nồng độ hormone này, bạn có thể gặp phải tình trạng mụn trứng cá ở cằm và sẽ biến mất sau một thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên nổi mụn ở hàm hoặc cằm, điều đó có thể nghĩa là nội tiết tố của bạn đang có vấn đề và bạn cần gặp bác sĩ trước khi quá muộn. 3. Đau bụng thường xuyên và thay đổi thói quen đại tiện. Cũng giống như việc chảy máu bất thường ở hậu môn, việc bị đau bụng thường xuyên, thay đổi thói quen đại tiện đang cho thấy bạn có thể gặp rắc rối sức khỏe ở ruột. Ngoài ra, ung thư buồng trứng, viêm tấy ruột cũng có những biểu hiện tương tự. 4. Giảm cân đột ngột. Nếu bỗng nhiên trọng lượng của mình bị giảm sút không rõ lý do, bạn cần nhanh chóng tới gặp bác sĩ ngay. Sẽ là bất thường nghiêm trọng nếu số cân nặng của cơ thể bạn giảm đi 5% so với tổng trọng lượng cơ thể trong khoảng thời gian rất ngắn, từ 1 cho đến 2 tháng. Giảm cân đột ngột là dấu hiệu cảnh báo bạn dễ có nguy cơ bị ung thư, tiểu đường, bệnh gan, bệnh lao hay viêm nhiễm trong cơ thể. 5. Bạn luôn quá nóng hoặc quá lạnh. Nồng độ estrogen mất cân bằng có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ cơ thể của bạn. Theo nguyên tắc, lượng estrogen thấp gây ra các cơn bốc hỏa, và lượng estrogen cao sẽ khiến bạn cảm thấy lạnh ở tay, chân mọi lúc. 6. Chống ngực liên hồi. Đây là biểu hiện cho thấy bạn đang bị stress, bồn chồn, hồi hộp, trạng thái tâm lý bất an. Nếu tình trạng chống ngực này không sớm được khống chế, thì bạn sẽ rất dễ bị đột quỵ. Nguy cơ đột quỵ sẽ càng tăng cao hơn với người trước đó đã từng mắc tiền sử bệnh tim mạch. Phụ nữ có vòng eo trên 80cm, hàm lượng cholesterol trong máu cao, người mắc bệnh cao huyết áp hoặc người nghiện thuốc lá. 7. Các vấn đề về da. Nếu da của bạn luôn ngứa ngáy và thường xuyên bất ngờ xuất hiện mụn trứng cá, thì đó là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể mình. Các sản phẩm như dầu gội, dầu xả, xà phòng, kem dưỡng da mà bạn đang sử dụng có thể chứa các hóa chất độc hại. Tiếp xúc nhiều với hóa chất có thể dẫn đến các triệu chứng như mụn trứng cá, phát ban và bệnh chàm. 8. Khó ngủ. Một mặt, sự tích tụ độc tố khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Mặt khác, nó lại gây ra rối loạn giấc ngủ. Một lượng chất độc trong cơ thể khiến mức độ hormone kiểm soát giấc ngủ cortisol bị ảnh hưởng. Từ đó, ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ của bạn. 9. Hơi thở có mùi. Hôi miệng thường là triệu chứng phổ biến của các vấn đề về tiêu hóa. Nó xảy ra khi hệ tiêu hóa phải vật lộn để tiêu hóa hết những gì bạn ăn. Nhưng vấn đề tiêu hóa cũng có thể xảy ra khi gan phải chiến đấu để làm sạch tất cả độc tố trong cơ thể. Loại bỏ độc tố hoàn toàn là cách duy nhất để bạn giải quyết vấn đề này. 10. Mệt mỏi liên tục. Bạn sẽ liên tục cảm thấy mệt mỏi nếu như cơ thể chứa đầy độc tố. Chúng sẽ khiến cho bạn luôn uể oải. Khi chất độc được tích lũy trong đường tiêu hóa, là lúc bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi thường xuyên. 11. Móng chân dễ gãy và trông xấu xí. Trọng lực kéo chất độc xuống cơ thể, và móng chân có thể là bộ phận bị ảnh hưởng. Trong phần lớn thời gian trong ngày, bạn thường đeo tất và mang giày. Điều đó khiến đôi chân trở thành điểm yêu thích của nấm để sinh sôi và phát triển. Bạn rụng tóc nhiều hơn. Rụng tóc không phải là triệu chứng quá tải độc hại gây ra bởi các độc tố hàng ngày. Nó có thể ảnh hưởng do các chất độc hại hơn như arsen, chì và kali được tìm thấy trong khói thuốc lá. Cơ thể chứa quá nhiều độc tố này có thể gây ngộ độc, thậm chí là chết người. Tăng cân không kiểm soát. Mặc dù đã tập thể dục đều đặn nhưng bạn vẫn tăng cân. Đây có thể là điều không đúng xảy ra với hormone của bạn. Các độc tố quá nhiều trong cơ thể có thể chịu tác động xấu đến mức độ của một số hormone, bao gồm các chất chịu trách nhiệm duy trì cân nặng.
Chuyển sang chế độ ăn uống gồm các thực phẩm hữu cơ lành mạnh có thể giúp đỡ vấn đề này. Với những thông tin mà chúng tôi vừa kể trên, thì hy vọng rằng chị em phụ nữ sẽ luôn chú ý tới cơ thể của mình, cũng như là bảo vệ nó một cách đúng nhất. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho chị em những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!